cái này đúng không? Đó, hai con. Cái này đúng không? Hai anh em Phương xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị nhé. Nay hai anh em tiếp tục qua bên đây mò cá nha các bạn. Nay đi mò cá chê, làm món cá chê nhúng nhúng mã. Có chê lau kiến gì cũng được. Chỉ là kiếm cái chê trắng nha các bạn, chê trắng nhúng mã với chuối cây. Hôm nay nước rộng, hai anh em tranh thủ qua đây mò ít cá nha các bạn. Hàng dữ lắm rồi, chưa thấy cá. Chỗ này có mồi chưa? Chưa. Đi vô trong đó. Cái vỏ này khó quá. Được không? Phải không? Nè, được con rồi nè. Chắc bắt hàng này, bắt hàng này cho ông đủ luôn á sư phụ. Được không? Con này hơi nhỏ. Còn trong này hai con to lớn. Nhỏ bỏ rồi đi. Lớn có nhỏ có này nhóc chân này bịch quá, chỗ này bịch quá bạn ơi, phải giữ cái vỏ cái máy nó quay ngay mới được. Thấy không đấy, mà lôi nó không chịu ra. Nó còn đi đường nào nữa, mình giữ trong vách giùm. Nó ăn bự phải không? Bắt bự chứ đi. Đừng. Rồi ra một con. Ra con nhỏ. Chẳng bắt bự chứ đi nè. Đừng bắt bự nè. Con nhỏ nó ra kệ nó đi. Con này hai, ba con hai sẽ chờ đủ rồi. Ra anh con không biết con nữa. Để coi còn nữa. Còn cái này được không sư phụ? Cái chạy cục đuôi gì vậy đen? Nó rút vô tuốt trong con nữa.
mà con hơi nhỏ. Cái ăn con. Con nó cục đuôi hay gì đó. Ai biết không? Rồi. À. Có tặc cái đuôi chút xíu. Có tặc cái đuôi chút. Cái này là ba con hai thầy trò đủ rồi ha. Dạ lắm, còn thuốc trong á. À ngồi dài ở dưới đi. Ở trên này thì nó cạn nghèo nha các bạn. Còn chịch ra tí xíu là nó vô cái bậc cấp rồi, sâu lắm. Đó, lọt xuống đây cái là lúc tê. Hút đầu luôn á. Vừa mò vừa dịnh theo cái máy rồi chỉnh cho nó ngay. Không mò được. Ô, bác sĩ quá, chào bác sĩ rồi. Bác sĩ rất chân luôn. Lau kiến hàng nào hắn lấy trồng hốc thôi. Xa chưa không? Cái này được không chưa không? À, hai con. Cái này được không? Vừa cái hàng nó hai bên luôn, bỏ cái lục kiếm quá. Nhẹ nhẹ văng nước tới máy đây. Nhậu gì rồi má. Uống hết ba đầu rồi. Rồi thêm một anh nữa. Mấy bài. Đây nhỏ. Nhỏ. À, kệ đi, cũng được. Thêm con nữa. Còn cục đất còn nhiều. Còn nữa. Cá được bự. Nước nóng quá nóng rồi. Quá này trời. Nước cương rồng nhưng mà nóng hổi, cá không vô nó quá nóng. Này nha, nó ngâm hồi là chín cỡ quá. Ôi ôi, cá rô chà bá. Cá rô dữ vậy hả? Ừ. Tao uống nu. Tôi đang bỏ vỏ trôi luôn rồi, nó không quay luôn rồi. Đây. Con cá rô. Gì nữa đây?
Ây da là cá chốt. Bác sĩ. Ây da là cá chốt. Ôi da. Chết chê sư phụ ơi. Y tá, y tá. Hỏi y tá. Bạn con sư phụ á. Thôi quên đó nè. Kiếm chỗ mát mát mấy anh em làm món nha các bạn. Thì nãy giờ cũng cả chục con rồi. Kéo theo cái vỏ hoài mò không được các bạn ơi. Qua đây nè, qua đây mát luôn. Tắt máy mò mới mau. Rồi qua đây luôn. Qua đó gướng đó là làm luôn à. Cuối cùng cũng bị y tá là chích cho mỗi người nữa. Ở chỗ này mát nè. Có cây đồ luôn. Trèo lên ngồi luôn. Nửa giờ luôn cảm vậy. Đó luôn. Rồi. Mình đem mò nãy giờ được nhiêu cá đây các bạn? Mò mới lột kiến nè, cá lột kiến bự bự lấy luôn để đem về nướng lục xả. Được như mười mấy con cá chê trắng nha các bạn. Cá nhỏ hôm nay cá nhỏ nhiều quá, có mấy con cá lớn à. Thì giờ mấy anh em sẽ bắt mấy con cá lớn, mình chắc vài con thôi bạn. Anh em làm món cá chê trắng nhúng mẻ nha các bạn. Có đem hũ mẻ theo, mình chơi tại trên ghe này luôn nè. Đó, chuối cây luôn. Đem chuối cây theo luôn. Vô bóng cây này cũng mát nha các bạn. Nước cỡ này nó rồng xiết nhưng mà nó nóng, nước nóng luôn các bạn. Mò mà mình cái mặt mình xuống nước là nóng luôn á. Chỉ có lặn xuống đáy thì nước nó mới mát thôi, chơi trên nóng hổi à. Bởi vì cá nó không chịu vô hang luôn á. Hang nó sát mé nè. Hang cập cập theo mé bờ á. Nước nó nóng quá nó không vô hang, nó ụt ngoài nhóc hết trơn kìa. Quậy dữ lắm mới vô được con. Lâu mới dính được hang con. Mình đặt cái máy trên ghe mình kéo đi hoài các bạn thì cũng không có mò được á, cho nên là Phương cũng quay được lúc dính vài con thôi. Hầu như mình tắt máy buộc cái vỏ đó hai anh em mò, kéo cái vỏ theo hoài không mò gì được hết. Hello em. Chào chết em. Giang. Mò chưa vậy anh? À mò chưa vậy? Mò chưa giờ luôn đó. Em làm trễ quá. Một giờ muốn xong. Đây, miếng cá chê mấy anh em cũng mới làm xong nha các bạn. Làm 5 con. Năm con mấy anh em bây giờ chuẩn bị thái ra mình nhúng mẻ nha các bạn. Xả nè, chuối cây nè, cơm mẻ đang nấu nước. Rồi, giờ
Ăn cá chê mình phi lê ra hết rồi các bạn. Chuối, chuối cây. Chuối cây. Bắt đầu giờ nước nóng rồi, sôi phải không? Sôi rồi, bây giờ mình sẽ đưa cơm mẻ vô nha các bạn. Vậy cơm mẻ. Mẻ thật mùi tới chua luôn. Này hai giá này là cái đó là chua lúc luôn rồi đây này. Hai giá là tới tiền luôn đó. Nước vô. Hai giá này là tới tiền chua tới luôn đó. Một nước một chứ không nước thứ hai đâu. Nước thứ hai là chịu hết nổi đó. Mình thấy thử cái chứ đi ra nào. Thôi nó chua cái là chịu không nổi đó. Quậy quậy lên. Tay còn chuyện luôn. Rồi xong rồi các bạn ơi, đây nồi nước lẩu, nồi nước cơm mẻ nha các bạn. Đó, mình trộn với chuối cây nè, okay, cá rồi, cá chê trắng, cần dày lá với ngò gai, chấm với muối ớt nha các bạn. Thiếu rồi, thiếu bình hồ lô rồi, bình hồ lô lên.
thiếu bình thường đâu rồi. Thì thành quả nay của hai anh em đi mò cá, mò được mớ ốc nữa, cá lau khiến nữa. Mớ ốc đó về ăn cho mấy thằng lính đó. Mấy con chuột thì mình giao cho người ta rồi. Còn chuột lớn? Chuột lứa các bạn. Còn được mười mấy con rồi, sáng giao cho ông anh. Mà giá ổng mua về ổng nuôi á. Nhìn thả mấy miếng cá này vô ha. Thả vô trước mắt đi. Vô gặp mẹ cái săn lại liền ha. Lại liền. Vậy gặp cơm mẹ bỏ vô cái là réo lại. Mau lắm. Cơm mẹ cái gì chứ cơm mẹ là mau lắm. Rồi, rắc rượu đi chứ. Ừ, rượu hả? Ừ. Đúng hả? Sẽ dữ vậy. Rồi, giảm. Đó, thử cho anh đây coi. Rồi, hơi ít rồi. Tí xíu rồi. Rồi, đây, cái nữa là vừa. Rồi. Giờ đó. Rồi, lấy ra đi. Rồi. Chấp uống hai lần á. Còn bà cậu nữa là đủ rồi. Ừ. Ông bà cậu nữa là vừa rồi. Rồi, xin mời cô chú anh chị các bạn luôn nha. Dạ. Phương cũng xin mời cô chú anh chị và bạn nha. Hôm nay Quế ở nhà chuẩn bị mấy cái máy cắt để ngày mốt xuất phát đi cắt lúa các bạn, cho nên Quế không đi chung với mấy anh em được. Hôm nay chỉ có hai anh em thôi đi mò cá về làm món cá chê trắng đúng mẻ. Hai anh em làm xương xương tại chỗ trên ghe nha các bạn. Thì ngày mai ngày mốt phải không? Mốt. Ngày mốt là Quế đi cắt lúa ở trên Ba Thê núi Sập giáp ranh với An Giang các bạn. Đó là bên An Giang luôn. Nằm bên An Giang luôn rồi. Nếu mà lọt qua Ba Thê của tỉnh An Giang rồi thì cái khu bên mình thì cắt lúa hết rồi. Khu bên đó cũng quen biết gì với Quế các bạn. Đã kêu qua cắt còn đâu trăm mấy chục công gì đó. 160 công. Rồi tôi kêu Quế lên đó cắt. Thì sáng Quế xuống Quế nói hai anh em chắc ngày mai ngày mốt thì đi lên chảnh luôn nha các bạn. Ngày mốt chắc hai anh em trải nghiệm lên An Giang đi theo máy cắt của Quế. Nói trên đó giờ còn có trăm mấy chục công đó, chuột dữ lắm chuột. Thì chưa biết làm sao. Lên đó mong là có chuột mấy anh em trải nghiệm bắt chuột theo máy cắt bữa. Chứ bây giờ muốn kiếm bắt chuột theo máy cắt không có đâu của mình. Của mình vài tháng nữa. Thôi, vô các bạn ơi. Cái đó mình đi giỏ luôn hay ta? Đi xe chứ. Tính đi giỏ mình chở chuột về luôn á. Chuột nhiều là với chuột nhiều là mình chở cho chuột về luôn nha. Đi xe sao chở hết. Mình tính chuột nhiều là mình lấy vỏ mình đi luôn à. Chứ mình bắt rồi người ta bắt nữa đâu có nhiều dữ gì. Nhiều thì cũng chia chứ. Lấy vỏ mình chở nguyên một vỏ không vậy. Cô đang tính chơi cháu chắc gì làm lái ra rồi hả? Tính là về chứ. Tính là thanh lý mồm hộ hết luôn hả? Thanh lý. Để phá quá người ta. Phàn nàn quá hả? Phàn nàn quá. Đó. Vô sức chín. Vô gặp mẹ cái quéo. Quéo gâu hết rồi. Thêm chuối cây vô nữa. Đúng bài. Có mẹ với chuối cây. Nóng nghe đen. Bả gì điện thoại trước. À,
Rồi xin trắng thịt nữa. Trắng phiếu không? Rồi xin mời cô chú anh chị và các bạn luôn nha, dùng cái chia trắng nhúng mẻ với chuối cây với hai anh em. Sướng sướng nha. Sướng. Sao dữ vậy? Quá sôi rồi. Vô miếng cá rồi. Vô đây. Thấm nha. Đây, Phương xin mời cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Dùng với hai anh em món cá chê trắng nhúng mẻ. Ăn kèm với chuối cây nha. Nói tới mẻ cái chưa ăn nữa, nước miếng nó muốn chảy ra. Quá êm. Có chú cây thì êm à. Dốc. 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 Dài bữa nay là mình có chú có chăm uống rồi. Mai mốt uống được rồi. Mai ngày mốt là có rượu chăm uống rồi nha các bạn. Bữa nay mò cá mà cũng không có được nhiều nha các bạn. Nước nóng quá. Nước quá trời nóng rồi. Nước ở trên mặt nó nóng. Con cá nó không chịu vô hang. Nó ục nhóc ở ngoài sông mà nó không chịu vô hang. Như cái 11 cái dây gì. Kiến cũng nhiều quá. Kiến bành bành thôi à. Cá lựa không á. Cá lắm rồi em à. Mà không biết cá lựa kiến mình nhúng mẻ được không à. Đó phải lột da. Lột da ra. Lột da để nguyên con vậy đó. Đưa vô mẻ. Con gì mà nhúng mẻ không được. Rồi giờ đó chính là bức à. Chuột nhúng mẻ còn tới nữa. Vô. Đây, vô bạn ơi. Chắc Phương cũng xin mời cô chú anh chị và bạn ly này. Phương xin kết thúc video ở đây. Thì hôm nay là cái chuyến đi thục hang cá chê trắng. Về mình làm món cá chê nhúng mẻ. Hai anh em làm tại chỗ nha các bạn. Đi trên ghe này bắt lên đây rồi xử tại ghe này luôn. Xong rồi mới chạy về. Chạy về cái chừng bị thổi nồng độ cồn như đây. Không sao. Ôi, vô bạn ơi. Chiều luôn rồi đó. Mình đi lúc 2 giờ mà tới giờ này luôn. Nay mò cá hơi lâu ha. Lâu. Thôi, video của mấy anh em đến đây Phương cũng xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn. Chào cô chú anh chị các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Quá nhiều. Lâu ăn mẻ ngon. Bước tới 5 con cá luôn rồi.